Các bạn, trong các phân khúc xe hạng sang, BMW luôn là thương hiệu rất đặc biệt. Nó vẫn đẳng cấp, nó vẫn an toàn, nó vẫn rất sang trọng. Khi bạn ngồi ở 4 ghế trên một chiếc xe như thế này, bạn vẫn có được cái cảm giác êm ái, tự tin, sang trọng. Nhưng thứ mà BMW luôn khác với tất cả những cái thương hiệu hạng sang còn lại, đó là khi bạn ngồi ngay sau vô lăng lái. Vâng, những hình ảnh vừa rồi rất đơn giản, thậm chí nó còn quá đơn giản đối với một mẫu xe như thế này. Và ngay bây giờ trong chương trình này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về BMW 320i. Các bạn, với một chiếc xe hạng sang tới từ Đức, các bạn luôn thấy được cái tỷ lệ hài hòa và rất cân đối. Nó có cái gì đấy đơn giản, sang trọng và đẳng cấp trên những chiếc xe Đức. Chúng ta hay nói động cơ là trái tim của một chiếc xe, thì ngay bây giờ chúng ta hãy xem. Wow, chiếc xe này đã sử dụng tương đối một số km rồi, nhưng các bạn hãy xem, mỗi khi lật nắp capo của những chiếc xe BMW, các bạn sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt. Nó nhỏ với các bạn nhé, nó nhỏ thôi, vừa rồi vừa lật con 760 đời mới nhất luôn. Ôi, thật khó tả. Càng đời cao, càng đẹp thưa bạn. Thưa bạn, với một mẫu xe có một cái form xe nhỏ, có một cái kích thước xe nhỏ như BMW 320, thì bạn sẽ thấy những cái thiết kế về ô cửa kính cũng được tính toán rất là kỹ. Bạn sẽ có một cái không gian mà như những cái hình ảnh vừa rồi ấy, các bạn sẽ thấy là tôi có thể có một cái ô thoáng ở đây, tôi có thể có một cái ô thoáng từ phía này. Đó là điều rất đặc biệt trên những chiếc xe. Đấy là nghệ thuật trong thiết kế xe hơi đấy thưa các bạn. Cảm nhận, cảm xúc về không gian rất 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 quan trọng cho các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy hãy tìm hiểu, hãy xem về một mẫu xe này. Chúng ta sẽ không nói quá nhiều về thiết kế nữa. Chúng ta hãy chờ những cái đường nét thiết kế mỹ miều, mạnh mẽ, đẳng cấp trên 3 series mới. Nó nhỏ thôi, đẹp lắm. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy xem một chiếc cốp này. Mẫu xe nhỏ nhá, nhưng mà cái dung tích của cốp, cái thể tích của cốp cũng tương đối ổn. Đấy, và các bạn sẽ thấy một cái điều khá là đặc biệt trên mẫu xe này là sẽ không có cái lốp dự phòng. Bởi vì đơn giản, BMW sử dụng công nghệ lốp run flat. Nó sẽ rất tuyệt vời trong cái điều kiện sử dụng ở châu Âu, những cái nước phát triển. Nhưng ở Việt Nam thì có lẽ chúng ta cũng nên cẩn thận. Bởi vì đường xấu nó sẽ không tốt đâu, đường đá chém nó cũng sẽ không tốt đâu. Nó là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ đối mặt phải, cho nên là vấn đề về dịch vụ đối với những cái dòng xe sang như này các bạn cũng nên quan tâm khi quyết định xuống tiền mua xe. Và mẫu xe này hiện tại thì đang có giá là 1 tỷ 619 triệu. Chúng ta tạm quy đổi tương đối ra giá lăn bánh nó khoảng 1 tỷ 8, khoảng 1 tỷ 8 đấy ạ. Và đương nhiên rồi, các bạn nếu như bây giờ mà có điều kiện mà thích BMW, mà thích cái cảm giác lái thể thao gì đấy trên những cái dòng xe như thế này 320i, thì đương nhiên đang có những cái chương trình ưu đãi rất đặc biệt mà tôi nghe nói, chỉ dám nói nhỏ với các bạn thôi, nào là 50% phí trước bạ, nào là đang cắt sâu nữa. Thì các bạn hãy tự tìm hiểu qua các đại lý và showroom nhé. Các bạn sẽ có thêm những cái thông tin, hy vọng là sẽ sớm được sở hữu những cái cảm giác tuyệt vời với một cái ngân sách cũng tương đối là vừa phải cho một mẫu xe Đức thưa các bạn. Vâng thưa các bạn, bởi vì 320i mà tôi đang ngồi ngay bây giờ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thuộc cái form thiết kế cũ. Cho nên là các bạn sẽ khó thấy được những cái màn hình kỹ thuật số, rồi nét như 8K, 4K, 12K gì đó, màn hình 12.3 rồi 10.3 ở đây. Nhưng những cái đường nét thiết kế của BMW thì luôn luôn rất khó lẫn. Và đặc biệt đẳng cấp tới từ những chiếc xe Đức, đó là những cái vật liệu. Mặc dù là một mẫu xe thuộc hàng em út trong cái dòng 3 series hay so với cả 5 series hay so với cả 7, nhưng mà các bạn hãy xem những cái nhựa, rồi những chi tiết và cách nó vận hành nha các bạn.
Có lẽ là cái hệ thống comăng, hệ thống điều khiển này các bạn sẽ thấy này. Tôi sẽ xoay rất nhanh cho các bạn để các bạn thấy cái phản ứng của nó giữa cái núm xoay và cái màn hình này nó như thế nào. Thưa bạn, bây giờ tôi sẽ xoay nha các bạn. Đấy, tôi xoay thoải mái luôn. Có sợ hỏng không ạ? Không đâu ạ. Đấy. Và cái tốc độ phản ứng nó rất nhanh. Và BMW thưa các bạn hãy, nếu như mà mãi hãy mua 320 này thì hãy nhớ nó luôn có một cái màn hình Sport Display ngay đây. Đây, tôi sẽ bật cho các bạn. Trên những chiếc xe Đức nó là khác biệt tới từ những cái này. Và các bạn hãy xem cái tốc độ phản ứng của. Đấy, rồi chút nữa tôi sẽ chạy để cho các bạn thử. Còn cái những cái trang bị trên 320 series thì thực sự bởi vì giá nó ở cái mức tương đối thấp trong cái dòng BMW rồi, cho nên những cái trang bị các bạn sẽ không thấy quá nhiều. Mà khi nếu như ngồi, các bạn ngồi vào đây thì các bạn sẽ tận hưởng những cái cảm giác lái, hay cái cảm nhận về chân ga, hay là tư thế lái, hay là cái khoảng không gian. Và đặc biệt bạn sẽ được bảo vệ bởi 6 túi khí với những cái tiêu chuẩn an toàn cao trên cái hệ thống khung gầm, trên những cái hệ thống thân xe của chính BMW thưa các bạn. Wow. Vâng, 320 dẫn động cầu sau nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt khi các bạn chạy. Nhưng mà thưa bạn, sàn lại không được phẳng. Chính vì vậy tôi chỉ có thể ngồi tốt ở vị trí này và vị trí này thôi. Đây, tôi sẽ ngồi cho bạn. Ok. Nhưng mà sang bên này thì chỗ này phù hợp với trẻ nhỏ thì tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ ngồi lại vị trí này cho các bạn xem. Đấy, da rẻ thì cũng chỉ tương đối thôi, bởi vì là 320i mà. Đấy, sẽ không dám khoe về da xịn siêu cao cấp gì đấy, nhưng nó cũng là da của dòng xe Đức. Đó. Một bệ tì tay có để hai chai nước có được không ạ? Được. Vâng. Nhưng bạn hãy quan sát lên phần đầu của tôi. Tôi có một cái khoảng trống đầu như thế này. Và khoảng trống đầu gối như thế này. Ghế trước là tôi chỉnh ngồi khá xa nha các bạn. Các bạn hãy xem phần nhựa trên các cái ốp lưng ghế này. Thì tới từ những chiếc xe Đức ấy, thì nó sẽ rất khác. Cùng là một tính năng, nhưng tính năng trên những chiếc xe vài trăm và trên những chiếc xe tiền tỷ, cái nguyên lý và cái vật liệu hoạt động nó sẽ khác. Còn nếu mà nó không khác, tốt nhất các bạn hãy cẩn trọng khi mua, hãy cân nhắc thật nhiều. Wow. Và đây các bạn hãy xin nhìn sang thành cửa. Ở hàng ghế thứ hai này sẽ không có nhiều cái tiện ích đâu thưa bạn. Đấy. Để được là cố cái chai nước này nó sẽ hơi to. 1, 2, 3 có thể nhét được 3 chai nước vào đây. 3 chai nước rồi. Loa thì cũng là loa tiêu chuẩn, nhưng mà loa BMW trên những cái bản tiêu chuẩn này nghe cũng ổn, cũng được. Nói chung là nếu mà muốn thì nào là sẽ là Harman Kardon hay là B&O hay là Bowikin vân vân, đó là những cái thương hiệu loa cao cấp, thì chúng ta chỉ có việc là thêm tiền và trang bị vào thôi. Cửa gió phía sau đây ạ. Đó. Trên các cái dòng xe cao cấp của BMW thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái này nó sẽ điều khiển bằng màn hình cảm ứng và nó sẽ tách biệt ra hết rồi, rất đơn giản, rất công nghệ và cũng rất đẳng cấp. Còn với BMW 320 đơn giản. Tôi cần cảm giác lái. Hơi tiếc một chút là camera hơi bé và màn hình này thì cũng hơi nhỏ. Chỉ khoảng 6,5 đến 7 inch thôi. Đấy. Rồi. Quay đầu, một chiếc xe gọn gàng như 320 series thì cái việc mà di chuyển trong phố hay là đi trong những cái đường hẹp nó quá là đơn giản. Lái sướng, êm. Rồi thoáng, khá rộng. Để mà nói đi trong phố thì quá ngon luôn. Và thưa các bạn, khi mà chúng ta đi chậm thì chúng ta sẽ nhiều khi, như thói quen của tôi chẳng hạn, chúng tôi sẽ hay có thi thoảng đặt tay lên cần số một chút. Thì ví dụ như chúng ta sẽ nhỡ chẳng may nhấn vào nút P này thì xe nó có dừng đột ngột hay không. Xin thưa với các bạn, tất cả những cái thuật toán điện tử thì đây là cái yếu tố nó cơ bản và nó quá đơn giản trong cái tư duy về logic và thiết kế. Thì bây giờ các bạn mới nhấn thoải mái luôn ạ. Đấy, cho nên chúng ta chạy nhấn như này cũng không làm sao cả thưa các bạn. Đó, tác dụng của những chiếc cần số điện tử thì nó rất là gọn gàng, êm, thiết kế nhân trắc học theo đúng cái hình bàn tay, rất là đẹp. 320, một bộ xe tương đối khiêm tốn về
trang thiết bị tiện nghi, những cái gì hoành tráng nó sẽ nằm ở bản cao cấp hơn. Nhưng những tố chất của chiếc xe BMW nó sẽ như thế nào? Thưa bạn, với những cái dòng xe Đức ngày nay ấy, thì chúng ta hay nghĩ rằng nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu, nhưng mà xin thưa là không. Tại sao tôi nói như vậy? Với BMW thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái động cơ điện cỡ nhỏ. Đấy. Và nó sẽ bổ trợ cho các cái hệ thống như là dừng đèn đỏ này, ngắt tắt bật động cơ, thì nó sẽ duy trì cho các hệ thống điều hòa âm thanh hoạt động ở mức tối thiểu. Cái thứ hai là một cái điểm rất hay trên cái động cơ này ấy, động cơ điện này ấy, thì khi mà các bạn tăng tốc lên 60, 80 gì đó, và nếu để ở chế độ Eco Pro, chúng ta nhả chân ga ra thì nó sẽ ngắt cái chuyển động giữa động cơ xuống hộp số trong vòng một số giây nhất định, đâu đó nó khoảng 40 giây. Thì khi đó thì cái vòng tua máy nó chỉ hoạt động ở chế độ không tải, nó cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu thưa các bạn. Nhưng tất cả những các cái tính năng đó bạn có thể bật tắt ở trong cái menu này. Ví dụ nhá, tôi sẽ giữ nguyên tất cả các tính năng, tôi sẽ tăng tốc 80 km/h chẳng hạn, hơn đó rồi, và tôi sẽ thả ra để xem cái vòng tua nó có như vậy không. Đấy, nó gọi là chế độ chạy đà. Bây giờ tôi sẽ thử ngay cho các bạn. Đấy, tôi sẽ thử đây. Bây giờ tăng tốc lên nào. Đấy, chỉnh chứng nhá. Rồi qua chưa? Đấy, thả nhá. Thả này. Rồi, đấy. 7-800 ngay, 7-800 vòng phút ngay đấy. Thì đó là một trong những cái tính năng rất là hay. Thì cái động cơ điện lai điện chúng ta lai nhẹ, gọi là mild hybrid gì đấy, thì trong thời gian vừa qua các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện thông tin nói về những cái dòng C hay những dòng Mercedes C mới, hay là những cái dòng Audi, hay là những cái dòng Volvo vân vân. Thì xin thưa với bạn, BMW cũng có từ lâu rồi, nó nhỏ đấy, nó không hiểu sao không thấy nói đến nhiều. Lâu lâu mới chạy cái dòng BMW cũng nhiều cảm xúc. Và đó chỉ là một tính năng trong cái động cơ điện, động cơ lai điện nhỏ này, lai nhẹ, gọi là lai nhẹ. Nó hỗ trợ quá trình tăng tốc, có hỗ trợ quá trình phanh thì nó sẽ thu hồi cái năng lượng nó nạp cho cái pin. Đấy, vân vân. Tóm lại, một mẫu xe Đức ngày nay tiết kiệm là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và mức tiêu thụ nhiên liệu với mẫu xe này công bố là 5,3 lít đường hỗn hợp, hoàn toàn có thể tin được nha các bạn. Nhưng sự khác biệt tới những chiếc BMW, tới từ những chiếc xe từ Đức, nó sẽ rất khác. Khi mà nó vừa tiết kiệm nhiên liệu nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Bây giờ chế độ bỏ qua Normal và hãy lên Sport. Tôi sẽ làm một cái phép so sánh cho các bạn xem là tại sao tôi thường thích những chiếc xe Đức, bởi vì tính nó rõ ràng và nó quyết đoán. Bây giờ giả dụ rằng tôi đang chạy vật chậm, chạy chậm và tăng tốc nhanh, thì các bạn sẽ hãy nhìn cái chuyển động của người tôi này. Đấy, tăng lên. Đấy, lên luôn đúng không ạ? Đấy, rất rõ rệt, và vòng tua máy rất cao. Đây mới chỉ là đấy, vòng tua máy toàn 5-6 ngàn. Đấy là tố chất của một chiếc xe BMW thôi các bạn. Nhưng chỉ cần chuyển sang Eco Pro nhá, Eco Pro hoặc Comfort, Comfort đi để thấy cái Comfort. Thì các bạn hãy nhìn cái chuyển động người của tôi này. Đó, tôi hết ga. Đấy, thì nó lên lại khác. Kia nó giật cái, nó cũng như câu nói là anh yêu em, quyết liệt hơn, anh yêu em, nhưng quyết liệt nữa, anh yêu em. Sợ ngày đấy là tính quyết liệt. Còn người Nhật thì có lẽ cái mức nó mềm mại hơn một chút. Thì quay trở lại về cái khối động cơ và những cái khả năng vận hành của cái xe BMW 320, thì các bạn có thể thấy là nó êm, thực sự là êm. Còn khả năng cách âm trên những cái dòng xe C này, ngay cả những cái dòng 3 series như 320 này, thực sự là để mà nói êm thít hay như thế nào thì chắc chắn là không, nhưng khả năng cách âm cũng khá tốt. Và các bạn có thể thấy khi mà tôi đi chậm qua những cái G giảm tốc thì nó khá cứng, bởi vì đơn giản nó là treo thể thao. Đó, nó sẽ hơi cứng. Nhưng khi mà đi qua những cái hõm ấy, mấp mô, thì nó lại rất êm. Đấy, qua những cái con lươn giảm tốc vân vân thì quỳ quỳ, nhưng đi qua kia chụt phát nó lại lên, ngon. Đấy là đặc tính của những chiếc xe BMW cũng như các xe tới từ Đức nói chung thưa bạn. Về hệ thống lái thì hệ thống lái trợ lực điện, động cơ thì khiêm, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ sức mạnh để các bạn có thể thấy rằng tôi có một chút tựa lưng vào ghế khi mà đạp hết ga.
Và hộp số 8 cấp, thưa bạn, hộp số 8 cấp của BMW hoạt động quá hay luôn, thực sự là vậy luôn. Khi tôi để ở chế độ tăng tốc nhẹ êm, nó chuyển không biết gì, nhưng mà khi mà cần quyết liệt hơn, quyết liệt, quyết thắng thì nó cũng quyết liệt thật. Số nó nhảy cóc, hoạt động ở chế độ kích đao, vân vân, rất rất rõ rệt, rất rõ rệt. Ai đó, bạn nào đó hỏi tôi rằng là chạy BMW có sướng không? Thì thực sự là sướng nhất là cái bạn cầm lái, người ngồi lái như tôi đây, nó sướng thật. Hôm trước mới chạy cái 530 của Hoàng Anh, đó là một sự khác biệt rất lớn thưa các bạn. Đẳng cấp đấy, chắc chắn, êm ái. Vâng, bạn có thể tăng tốc, bạn có thể giảm tốc, bạn có thể điều khiển cái xe, bạn có thể kết nối giữa bạn, vô lăng, chiếc xe, khung xe với bánh lái, với mặt đường. Nó là sự gắn kết. Nói thì có vẻ như là khen hơi nhiều, nhưng thực sự khi chạy BMW thì các bạn sẽ thấy được cái cảm giác thể thao rất rất rõ rệt. Và thưa bạn, 320 này cũng vậy. Nếu như tôi chạy như tôi vừa rồi ấy, thì người ngồi sau thì sẽ khi xuống xe thì nó sẽ như thế đấy. Nhưng mà trên những chiếc xe mà 7 chẳng hạn thì bạn chạy phũ một chút, người ngồi sau vẫn sướng. Tôi đã từng ngồi phía sau rồi, để chạy slalom, để chạy multistep vân vân, thì nó là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đương nhiên 3, 5, 7 cứ hơn mức nào thì chúng ta cứ cộng theo tiền thì nó ra cái đẳng cấp của xe đấy mà thôi. Thì với một mẫu xe như thế này, với một cái mức giá như thế này, lại có thể đang được ưu đãi nhiều đấy, bạn hãy hỏi trực tiếp nhé, mình bật mí thôi, thì bạn sẽ có được một chút gì đấy của người Đức, một phẩm chất, một chiếc xe nó mang phẩm chất của người Đức, thưa các bạn. Và cuối cùng thì thực sự với 320i này, thực sự dù có thuộc form cũ nhưng phẩm chất của BMW thực sự ra mà nói nó vẫn rất là gì đó và khác biệt. Và những cái thứ mà tôi thích, vâng, nó vẫn là cái cảm giác lái. Nó là cái thiết kế gì đó nó mang tính mãi mãi với thời gian. Nhưng thực sự những cái thứ mà tôi chưa thích thì nó có cái gì đấy hơi cổ điển. Và cuối cùng thưa các bạn, một chiếc xe mang phẩm chất của BMW nó luôn có những cái giá trị riêng. Đương nhiên rồi, tôi sẽ thích những cái cảm giác lái, tôi sẽ thích những cái thiết kế của nó, nó có gì đó mãi mãi với thời gian. Nhưng tôi cần trên 320i nhiều nhiều trang bị hơn nữa. Và tôi hy vọng sẽ sớm có được những cái điều đấy, bật mí với các bạn nhé. Và bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi của bạn. Các bạn đừng quên like and subscribe and dùng chuông kênh, để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái chương trình, những cái video giới thiệu về các dòng sản phẩm xe mới có mặt tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.